Xin chào tất cả các bạn, rất vui được quay trở lại với các bạn. Ở trong cái video hướng dẫn ngày hôm nay thì mình muốn hướng dẫn các bạn cách lắp giấy mực vào trong cái model ZT411 máy nó vạch công nghiệp của Zebra này. Thì các bạn hãy xem video và làm theo mình nhé. Để lắp giấy mực cho máy in ZT411, trước tiên các bạn đầu tiên là có máy in này. Các bạn quan sát đây là cái nắp máy mà nó có sử dụng chất liệu mica để có thể nhìn xuyên suốt vào bên trong cái khoang giấy mực để cho chúng ta có thể quan sát được cái lượng giấy mực ở bên trong còn hay sắp hết để dễ dàng nạp giấy hoặc là mực luôn cho máy để máy có thể sử dụng hoạt động trơn tru. Tiếp theo đó là mực. Mực thì ở đây mình đang có loại mực là 300m và độ rộng của cuộn mực là 110mm. Cũng như là cuộn giấy ở đây, mình có giấy sử dụng cuộn giấy 50m cũng như là độ rộng giấy cũng là 110mm. Với cái khoang giấy mực lớn như này, đầu tiên các bạn sẽ mở cái nắp máy lên bằng cách là nâng lên như này thôi. Rất là đơn giản. Và ngay trên cái nắp máy này nó cũng đã có hướng dẫn chi tiết cụ thể bằng hình ảnh ở đây. Các bạn có thể nhìn quan sát thấy cách lắp mực này đi như thế nào, lắp giấy thì đi như thế nào. Rất là chi tiết và cụ thể ở đây. Đầu tiên để lắp mực thì cái khoang giấy mực này nó khá là rộng vì là dòng máy in công nghiệp sử dụng cho các cái nhà máy lớn và công suất in lớn, chính vì vậy mà nó có sử dụng các cái trục giấy rất là lớn ở đây, các cuộn giấy lớn. Đồng thời là cái trục mực cũng vậy, nó cho chúng ta tiếp giấy tiếp mực lên đến cuộn giấy lên đến 300m. Thì đầu tiên chúng ta mở cái đầu in lên để lắp mực, chúng ta phải mở cái đầu in lên bằng cách là đẩy vào cái lẫy này, cái lẫy sẽ chặn đầu in này, chúng ta kéo nó về phía này, quay nó về phía sau đây. Đấy, cái đầu in này nó sẽ nâng lên này, đóng xuống này, và lên này, đóng xuống này, và lên này. Đấy. Thì ở đây những cái máy mới thì nhà sản xuất đều có một cái miếng giấy chặn ở đây để bảo vệ cái đầu in này, tránh cho nó không bị xước hoặc là bị xây sát. Thì lắp mực đầu tiên chúng ta sẽ lắp cái trục mực. Trục mực chúng ta sẽ lắp vào cái trục nhỏ này. Bằng cái lõi nhỏ này. Đây, mình sẽ đưa ra dễ quan sát hơn. Đây, trục mực chúng ta sẽ lắp vào cái trục trục này. Đây, đút vào. Chúng ta đút hết cỡ vào nhé. Nó sẽ kịch ở bên trong như thế này, theo cái chiều như thế này. Sau đó thì mực chúng ta sẽ đi luồn qua cái vị trí đầu in và vòng lên phía trên của cái trục mực thải. Ở đây chúng ta có thể sử dụng băng dính hoặc là những băng dính keo, hoặc là chúng ta cứ để nguyên thế này và cuốn vài vòng, nó cũng sẽ tự động nó chặt lại. Đây, chúng ta cuốn vài vòng cho nó cố định hai cái trục này, nó không bị xô lệch. Cái phía mực ở cái đầu in này chúng ta cố gắng kéo nó ra, tránh tình trạng nó bị nhăn để cái bản in nó sẽ không được đẹp. Như vậy là chúng ta đã lắp xong mực. Với giấy in thì chúng ta sẽ đi theo giấy in theo cái chiều hướng như thế này. Đây là cái cuộn giấy của cái máy in mã vạch bán công nghiệp hoặc là máy in để bàn. Thì nó sẽ có cái trục nhỏ hơn. Nhưng với cái dòng máy in công nghiệp mà có cái trục mực lớn, trục giấy đỡ giấy lớn như thế này, thì cái trục này của mình, cái lõi này của mình nó sẽ không vừa. Mình sẽ phải sử dụng một cái lõi giấy lớn hơn. Ở đây mình sẽ thay bằng một cái cuộn giấy khác. Thì với cái trục đỡ giấy lớn như thế này thì với những cái lõi của cuộn giấy nhỏ nó không vừa, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cuộn giấy có lõi lớn như thế này thì chúng ta mới có thể đút vừa vào cái trục giữ giấy này. Thì ở đây chúng ta có thể lắp những cái cuộn giấy có đường kính lên tận trên này rất là lớn, hoặc nếu như chúng ta có những cuộn giấy lớn hơn ấy mà chúng ta tiết kiệm thời gian không phải lắp giấy nhiều, thì chúng ta có thể để đặt cuộn giấy ở phía bên ngoài, sau đó thì sẽ thông qua cái khe tiếp giấy này, chúng ta sẽ đưa giấy vào trong, và cuộn giấy nó lớn hơn nó sẽ để ở phía bên ngoài như này, rất là tiện. Còn nếu như chúng ta có cuộn giấy có kích thước cố định thì chúng ta có thể đặt vào đây. Giấy thì sẽ đi ở phía dưới của mực thông qua cái chặn giữ giấy này và đi qua đầu in. Ở cái thanh giữ giấy này thì chúng ta có thể đẩy vào hoặc là kéo ra, tùy vào với cái kích thước giấy của chúng ta. Nếu như nó nhỏ thì chúng ta đẩy vào, nó lớn thì chúng ta kéo ra. Mục đích của cái này, chức năng của nó, tác dụng của nó chính là chặn cái khổ giấy này, không trong quá trình in nó sẽ không bị xô lệch ra hai bên, để tránh tình trạng là bản in của chúng ta nó sẽ bị lệch. Cả cái trục giữ giấy này cũng vậy, chúng ta cũng thể kéo ra hoặc là đẩy lui vào để phù hợp với cái cuộn giấy của chúng ta. Nó nhỏ thì đẩy lui vào, nó to thì kéo lui ra.
kéo thừa dưới ra phía ngoài như này, sau đó đóng chặt đầu in xuống. À, chúng ta để lưu ý cái phần đóng đầu in này, à, chúng ta đóng xuống ấy, thì nó nghe cái tạch một cái thì nó sẽ là được nhé. Giống như nó kêu cái tiếng giống như chúng ta bấm cái đầu mạng ấy, nó kêu cái tích một cái là nó sẽ được. Chứ nếu như chúng ta đóng mà nó chưa chặt ấy, hoặc là nó chưa hời hợt, nó chưa vào ấy, thì khi mà chúng ta khởi động máy in lên thì nó sẽ báo luôn là cái đầu in chưa được đóng chặt. Nó sẽ cảnh báo cái đèn đỏ luôn ở đây. Như trên cái bảng báo mã lỗi ở trên này nó có rất là chi tiết này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.